Hãy nhớ là có tiền hãy gan dạ làm phước, đóng góp cho lợi ích của quốc dân, của xã hội, thì nó thành cái phước. Và chính cái phước đó bảo vệ đời sống ta, chứ không phải đồng tiền. Nhớ, tiền không bảo vệ ta được, mà phước mới bảo vệ ta được. Nên hãy dùng tiền biến thành phước, và phước sẽ bảo vệ ta lúc tuổi già hay những kiếp sau. Còn để yên tiền đó, xin thưa, tiền nó không bảo vệ ta được. Chỉ cần trong tích tắc hết phước, ăn cướp vô lấy hết liền. Một người nó lừa ta mất hết liền, hay một cơn trúng gió ngặt nghèo ta chết ngang liền, tiền đó người khác hưởng liền, họ đem đánh bài trong một đêm một mất hết liền. Trên có tiền hãy dùng nó làm phước, và phước nó sẽ bảo vệ ta. Trong cái thời đại này, buộc ta phải có một chút lo xa, buộc ta phải có một chút tích trữ, nhưng mà để ta cũng không vượt qua khỏi ranh giới, biến thành cái tham lam, thì nó thuộc về đạo đức và trí tuệ. Mà cái trí tuệ, cái đạo đức đó có được, xin thưa, là do thiền định. Do thiền định. Khi ta tu thiền đúng phương pháp, xin nói đúng phương pháp chứ sai phương pháp càng tu càng hư, càng tu càng mất đạo đức. Khi ta tu thiền đúng phương pháp, tự nhiên đạo đức ta tăng trưởng, cái sự tự tại, cái thanh thản xuất hiện và trí tuệ xuất hiện. Lúc đó ta biết nên như thế nào là đủ, là đúng. Không cần giàu nhiều, miễn là mình sống có ý nghĩa, sống làm được những điều đẹp cho cuộc đời này, chứ không phải là tích trữ nhiều tiền. Tuy nhiên phải tích trữ, bởi vì cái đời sống hiện nay là như vậy. Nhưng ta sẽ tích trữ ở mức độ nào đó mà trí tuệ của ta biết được rồi, dư khỏi điều này là phải đem ra làm điều gì tốt đẹp cho cuộc đời. Hoặc ta phải đầu tư để mà thu hút công ăn việc làm, hoặc là ta đem làm từ thiện. Nếu không biết đầu tư, cứ đem làm từ thiện. Còn nếu biết đầu tư, ta đầu tư theo cái kiểu mà thu hút được công ăn việc làm,